Như vậy thì tiếng còi bắt đầu hiệp 1 cũng đã được vang lên. Và trong hiệp đấu này thì các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hội tụ Doanh nghiệp họ xuất phát với bộ trang phục áo cam. Văn Tâm mật bóng, người lấy bóng đó là vị trí của cầu thủ đeo băng đội trưởng Công Ngũ, một cơ hội để dành cho các cầu thủ bên phía đội áo cam. Rất hay, dứt điểm đi. Có bàn thắng hay không? Đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hội tụ Doanh nghiệp. Sau những cơ hội được tận dụng tốt thì họ đã có bàn thắng vượt lên với pha dứt điểm cẩn thận vừa rồi của cầu thủ mang chiếc áo số 22. Đó là vị trí của Nguyên Còn. Một pha thoát xuống rất tỉnh táo của cầu thủ mang chiếc áo số 22 sau khi nhận đường truyền từ người đồng đội của mình. Pha dứt điểm từ cự ly khá xa nhưng rất tiếc là bóng đi không chính xác. Tình huống kết thúc của hậu 23. Không hề có lỗi việt vị của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hội tụ Doanh nghiệp. Công Ngũ vẫn còn, bóng vẫn trong cuộc. Đi bóng bỏ vào trong, khoảng trống rất nhiều dành cho số 21. Dứt điểm ngay, động tác kết thúc quá vội vàng của Công Ngũ. Rất nhiều những phương án có thể được đưa ra trong tình huống vừa rồi nhưng anh lại lựa chọn giải pháp kết thúc ngay. Và cú đá của cầu thủ này lại đi không chính xác. Đây là cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Tình huống có bóng của Cao Thắng được chuyền vào, không được. Pha treo bóng vẫn hơi cao một chút so với tầm bật nhảy của cầu thủ mang áo số 6 Ngân Đoàn. Bật bóng nguy hiểm, đường chuyền về hỏng ngang. Và đây là thời cơ dành cho Lão Tướng Thi. Chúng ta cùng chờ xem pha xử lý của số 9. Ngăn cản chính xác. Họ không cầm bóng nhiều nhưng mỗi khi có thời cơ thì các chân sút bên phía đội bóng cam phản công một cách rất nhanh. Một đường chuyền lỡ đà rồi, không được, không có được một pha chạm bóng chính xác dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Hội tụ Doanh nghiệp. Xin chúc mừng họ đã có thể ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Một đường treo bóng đã làm lỡ đà vị trí của thủ môn bên phía đội bóng Trần Dõn nhưng rất tiếc là số 9 đưa bóng ngược trở ra. Vẫn còn cơ hội dành cho Phước Gà. Không phải, đó là vị trí của Ngọc Trăng. Cú đá chưa đủ nguy hiểm, vẫn còn. Rất tiếc những pha đưa bóng của các thủ Trần Dõn FC vẫn chưa đủ độ chính xác và còn thiếu đi một chút lực. Số 10 đó là vị trí của Quý Quý Anh và cầu thủ cuối cùng đó là Đức Tuân mang áo số 12. Khá nguy hiểm, một pha cứu thua xuất sắc nữa của thủ thành bên phía đội bóng FC Hội tụ Doanh nghiệp. Các cầu thủ Trần Dõn đã bắt đầu có được những pha kết thúc nguy hiểm và đây là đến từ những đường phát động của hậu U23. Lại là một pha dứt điểm thẳng nhưng bóng vẫn chưa vượt qua được vị trí của trung vệ mang áo số 4 bên phía đội hình của đội bóng Trần Dõn FC. Vẫn là Công Ngũ, vẫn còn, không được. Pha dứt điểm đã đi vọt xa, chưa có bàn thắng dành cho cầu thủ mang áo số 28 Văn Hoàng. Cầu thủ vừa vào sân thay người ít phút trước đó đã có được thời cơ rất tốt nhưng anh lại kết thúc ở cự ly gần không thành công. Cơ hội dành cho Phước Gà, vẫn là số 7. Qua người thành công, động tác xử lý rất khéo léo của Phương Gà. Cơ hội nữa dành cho Trần Dõn FC, chuyền bóng vào, dứt điểm đi. Cũng đã trượt nhưng vẫn có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Người ghi bàn là cầu thủ vừa mới vào sân thay người cách đó ít phút, số 11, vị trí của Hoàng Phúc. Bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Trần Dõn FC đến từ một pha phối hợp tốt với tình huống xử lý rất hay bên phía hành lang cánh trái của Phương Gà trước khi chuyền bóng vào trong, thuận lợi dành cho Hoàng Phúc bắt vô lề. Cao Thắng đường chuyền tốt, cơ hội để dành cho số 9 Trung Lê. Rất hay, một pha thoát xuống rất tốt nữa của Phương Gà. Rất đáng tiếc anh không có được thời cơ để dứt điểm. Và tại những ngày cuối tuần thì khu vực trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ luôn luôn lúc nào cũng rất sôi động. Pha bắn lên tốt, không hề có lỗi việt vị của các cầu thủ bên phía đội bóng cam. Dứt điểm không vào, quá đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi. Và thời cơ vẫn còn dành cho các chân sút bên phía FC Hội tụ Doanh nghiệp. Được căng bóng ngang và ngăn cản sức quyết liệt của Hoàng Phúc. Cú dứt điểm rất đáng tiếc và dứt điểm đã đi vọt xa. Tình huống kết thúc thuộc về vị trí của số 11 Thành Lực. Chưa có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hội tụ Doanh nghiệp. Họ chỉ thật sự tăng tốc trong những cơ hội thuận lợi của mình. Một pha bứt tốc nữa của số 37 rất tốt nhưng cuối cùng cũng đã có tình huống pha bóng kịp thời đến từ vị trí của trung vệ mang áo số 4. Bàn thắng của các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam trong hiệp 1 đến từ một đường truyền của Thi Lão Tướng. Pha dứt điểm khá nguy hiểm, rất nguy hiểm, bóng vừa đi cắt ngang mặt khung thành. Đình Lê bật bóng nữa, Văn Hoàng pha lấy bóng tốt của số 28 mở ra một cơ hội dành cho FC Hội tụ Doanh nghiệp. Một tình huống xích chút nữa đã đưa bóng về lưới nhà, bóng vừa đâm xa ngang sau tình huống nỗ lực phá bóng của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo trắng.
Sức may cho các thủ Trần Doãn FC. Điều chuyện khá thông minh của số 77 nhưng bóng đi hơi nhẹ và không đến được với vị trí của đồng đội. Đảo thử thì cài người sức tốt, dứt điểm không được. Cú đá cuối cùng của số 9 lại không đủ uy lực để có thể vượt qua sự ngăn cản của thủ thành bên phía đội bóng áo trắng xanh. Một pha bứt tốc tốt nữa, cắt ngang, rất nguy hiểm, bóng vừa rồi đã đập vào một cầu dọc. Xuyết chút nữa thì các thủ Trần Doãn FC có bàn thắng vượt lên. Một pha xử lý bên phía hành lang cánh phải với tình huống thoát xuống khá tốc độ. Cú tỉa bóng tốt, không có lỗi việc gì. 3-1, cắt ngang, không vào. Một tình huống mà các cầu thủ bên phía đội bóng cam đã quá chủ quan, nhưng cuối cùng thì cũng có bàn thắng dành cho các thủ FC Hội Tụ Doanh Nghiệp. Thể lực suy giảm đã khiến cho các thủ áo trắng không còn đủ sức để có thể đeo bám các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hội Tụ Doanh Nghiệp. Và người ghi bàn vừa rồi là vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 3. Chiếc sức bóng có lẽ là vị trí của Ngọc Danh. Cú đá ngay, không được. Và bật bóng không dính, nhưng cuối cùng thì các cầu thủ bên phía đội bóng Trần Doãn vẫn không có được bàn kết thúc bồi thành công. Tình huống ập vào đó là của hậu U23 sau khi bóng bật ra từ quả đá của Ngọc Danh. Rất tiếc, như vậy không phải Đình Lê. Tình huống áp sát rất khó chịu của Thiên Lão Tướng và cầu thủ cướp bóng thành công dành cho số 9. Dứt điểm không được, bóng chạm cầu dọc vẫn còn. Đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hội Tụ Doanh Nghiệp. Pha bỏ lỡ của Lão Tướng thì và người băng vào kết thúc thành công đó là Đức Quân. Bàn thắng giúp củng cố lợi thế dẫn bàn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng cam để hướng tới thắng lợi chung cuộc trong trận đấu này.